Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Tiết lộ nguyên nhân khiến Messi vắng mặt tại chung kết US Open Cup. Người hâm mộ càng ngày càng thêm lo. Messi và Jordi Alba đều vắng mặt trong trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ với Houston Dynamo FC. Hệ quả là Inter Miami đã phải hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 và đau đớn nhìn đối thủ của mình lên ngôi vô địch. Huấn luyện viên Tata Martino đã chờ tới phút chót để xem tình hình chấn thương của Messi ra sao và Jordi Alba như thế nào. Cuối cùng, ông vẫn phải đưa ra quyết định đau đớn khi loại bỏ hai cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng ký của Inter Miami tham dự trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ với Houston Dynamo FC. Sáng nay, 28 tháng 9, Inter Miami đã phải nhận trận thua 1-2 trước Houston Dynamo trong trận chung kết US Open Cup và không thể mang phòng truyền thống trước cúp thứ hai. Thất bại của Inter Miami đến một phần là vì họ thiếu đi ngôi sao số 1 Lionel Messi. Chân hút người Argentina thậm chí không còn được đăng ký thi đấu và chỉ có thể theo dõi màn so tài trên khán đài mà thôi. Sau trận đấu, huấn luyện viên Tata Martino của Inter Miami đã tiết lộ lý do chân sút 36 tuổi này phải ngồi ở bên ngoài. Ông cho biết, quyết định này đến sau khi Messi được đội ngũ y tế kiểm tra. Cậu ấy chưa thể ra sân. Họ, đội ngũ y tế, không cho phép cậu ấy nghĩ đến việc thi đấu, dù chỉ vài phút, ông cho hay. Theo như tờ báo Ole cho biết, vấn đề của Messi nặng hơn dự kiến. Trước đó, cầu thủ người Argentina đã bị xác định là mỏi cơ và cảm thấy khó chịu bởi vì vết sẹo từ một chấn thương cũ. Messi được cho là nghỉ ở trận đấu cuối tuần nhưng mà vẫn không kịp ra sân trước Houston. Việc thiếu vắng hai ngôi sao quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới sức mạnh của Inter Miami. Cuối cùng, đội phải chịu thất bại với tỷ số 1-2. Không thể hoàn thành giấc mơ giành cúp đúp danh hiệu sau khi giành League Cup vào tháng 8. Bước vào trận đấu này, Inter Miami dùng bộ ba tấn công đó là Taino, Campana và Farias. Trong bối cảnh Messi không được ra sân, hai đội nhập cuộc khá là khẩn trương với những cơ hội liên tiếp được tạo về phía khung thành hai bên. Thế nhưng, chỉ có một đội có hiệu quả thôi, đó lại là Houston Dynamo. Phút thứ 24, Rossi xâm nhập vào vòng cấm của Inter Miami khi tung ra dứt điểm chéo góc tung lóc lưới đối thủ của mình 1-0. Houston Dynamo vươn lên dẫn trước và khi Inter Miami chưa kịp hoàn hồn thì họ lại phải nhận tới bàn thua thứ hai. Quinius bị Yedlin phạm lỗi trong một vòng cấm trên chấm 11m. Barsi đã thực hiện thành công giúp Houston Dynamo dẫn trước tới 2-0. Trong bối cảnh Inter Miami liên tiếp nhận bàn thua, ống Minh máy quay lúc này thì lại liên tiếp hướng về vị trí của Messi. Cầu thủ Argentina có lộ vẻ mặt thẫn thờ, chán nản. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Inter Miami gia tăng sức ép của mình. Phút thứ 56, Martinez đánh đầu sạt cột dọc của Houston Dynamo. Chỉ ít phút sau đó, tới lượt Farias tung ra cú cứa lòng ngoạn mục, nhưng mà thủ thành Tapel đã xuất sắc cản phá được. Phút thứ 75, Quinlos của Houston Dynamo đã đưa bóng vào lưới của Inter Miami, nhưng mà trọng tài từ chối bàn thắng này vì lỗi liệt vị. Trong những phút cuối, đội bóng của Messi tấn công rất mạnh. Dù vậy, tất cả những gì họ làm được chỉ là một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Martinez ở phút bù giờ cuối cùng. Trận thi đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Houston Dynamo. Thất bại tại US Open Cup, nhưng mà mùa giải vẫn chưa khép lại với Inter Miami. Trước mắt của họ là những trận đấu tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Toàn đội đang kém vị trí dự vòng playoff tới 5 điểm, nhưng mà đang đá ít hơn 2 trận. Ông Martino cho rằng Messi sẽ sớm được trở lại. Cậu ấy sẽ tái xuất trong các trận đấu tới tại MLS. Nhưng mà việc cậu ấy có thể thi đấu hay không lại còn phụ thuộc vào đánh giá từ đội ngũ y tế nữa. Vị chiến lược gia này nói thêm. Tương lai mập mờ, Mbappe báo tin cực buồn đến cổ động viên thủ đô Paris.
tương lai của Kylian Mbappe đã bớt nóng hơn trong thời gian gần đây. Lý do chính là bởi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa rồi. Việc anh có thể ngay lập tức đi là điều không thể vào lúc này. Tuy nhiên, hợp đồng mới chưa gia hạn hay là việc cả đôi bên vẫn trực tiếp vẫn chưa có bất kỳ động thái gì đến cái chuyện gia hạn hợp đồng vẫn khiến cho các cổ động viên PSG chưa thể nào yên tâm. Ngoài chuyện hợp đồng, từ ngày được quay lại đội 1 tập luyện và thi đấu chính, tiền đạo 24 tuổi này vẫn thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời nhất của mình. Trong 5 trận đấu có mặt trên sân, Mbappe ghi tới 7 bàn. Không chỉ lĩnh sướng trong danh sách trọng tài ghi bàn, trọng trách ghi bàn của mình, mà là người dẫn dắt và kiến thiết khả năng tấn công tổng thể của PSG. Bất ngờ, sau chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Olympique Marseille trên sân nhà Parc des Princes vào đêm thứ hai vừa qua, Mbappe đã phải rời sân bởi vì chấn thương. Tưởng chừng đó là một vấn đề nhỏ thôi và mọi thứ đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng không, thuyền trưởng của Luis Enrique lên tiếng trong họp báo cuối tuần chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 7 với Clermont về thông tin không thể buồn hơn với người hâm mộ thủ đô Paris. PSG dẫn lời chiến lược gia 53 tuổi, Mbappe khả năng cao sẽ không chơi được trận tối với Clermont để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra với tình hình có thể tệ hơn với cậu ấy. Nếu bản thân cậu ấy thấy ổn, vẫn có thể chơi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ xem xét điều này, nhưng mà ưu tiên vẫn là an toàn. Trận đấu với Newcastle United tại lượt trận tiếp theo tại vòng bảng UEFA Champions League là rất quan trọng và chiến thắng là điều mà hai đội cần phải hướng tới. Đội bóng cần phải chuẩn bị hành trang thật tốt, nhất định là như vậy. Tuy nói rằng Mbappe không đá trận tới để chuẩn bị cho trận đấu C1 tại vừa giữa tuần sau, nhưng mà rõ ràng những chấn thương vẫn luôn là điều khó lường nhất. Việc tiền đạo người Pháp có thể kịp trở lại hay không vẫn là một dấu hỏi chấm rất lớn. Có thể thấy vị trí của Kylian Mbappe tại PSG lúc này vô cùng quan trọng. Mọi cử chỉ, hành động liên quan tới tiền đạo người Pháp luôn nhận được sự quan tâm rất lớn, đủ sức làm cả thủ đô Paris phải chào đạo. Ronaldo béo kết hôn lần thứ 3. Nhan sắc cô dâu kém 14 tuổi khiến khắp fan hâm mộ bóng đá phải chú ý. Truyền thông Anh đã xác nhận cựu danh thủ bóng đá của mình Ronaldo Denima đã làm đám cưới với bạn gái của mình kém 14 tuổi, đó là Serena Lock, tại hòn đảo Lisba cách đây ít ngày. Trên trang cá nhân, người mẫu Selena đăng một tấm hình tại hôn lễ cùng với lời chia sẻ: "Hôm nay, gia đình chúng tôi tụ họp cho một buổi lễ đặc biệt, đánh dấu cho tuần lễ với nhiều kỷ niệm. Cả hai muốn giữ sự riêng tư cho nên giới hạn số lượng khách mời." Trong một hình ảnh khác được đăng tải, Ronaldo và Selena bước ra nhà thờ trong tiếng chúc tụng của người thân, gia đình. Cô dâu Selena được đánh giá là tâm điểm với vẻ ngoài xinh đẹp và lộng lẫy. Cậu ấy muốn tổ chức đám cưới ở Lisbon bởi vì rất thích người này. Cả hai có kỷ niệm đẹp tại đây. Đại diện của Ronaldo được chia sẻ, được biết rằng ngày 29 tháng 9, Ronaldo còn tổ chức một bữa tiệc cưới khoảng 400 khách mời. Ronaldo và Gesina đã có gần 7 năm hẹn hò trước khi đính hôn hồi đầu năm. Theo như The Sun, Selena là người vợ thứ 3 của cựu tiền đạo 47 tuổi này. Trước đó, Ronaldo đã từng kết hôn với Minen Domingvai năm 1999 và Danina Sedari năm 2005. Nhà vô địch World Cup 2002 cũng có 4 người con riêng và tất cả đều có mối quan hệ tốt với Selena. Cựu tiền đạo Ronaldo sinh năm 1976 đã từng ghi 414 bàn trong suốt sự nghiệp của mình. Ngôi sao người Brazil thường được người hâm mộ với danh người ngoài hành tinh bởi vì kỹ năng ghi bàn đáng nể của mình. Ronaldo cùng với tuyển Brazil 2 lần lên ngôi vô địch World Cup vào năm 1994 và 2002. Ở bài báo câu lạc bộ, ông từng chơi cho nhiều đội bóng nổi tiếng như là Barca, Inter, Real hay là AC Milan. Ông là một trong 10 cầu thủ sở hữu nhiều hơn một danh hiệu quả bóng vàng. Ông đã sở hữu 2 lần. Sau khi giải nhẹ, Ronaldo tập trung vào kinh doanh và đạt được thành công nhất định.